Sáng nay, 40 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng lên đường đến tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống COVID-19 tại biên giới Việt Nam-Campuchia thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ được điều động thực hiện nhiệm vụ đợt này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đánh giá cao ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố thời gian qua trong công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý, nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống COVID-19 của Bộ đội Biên phòng rất khó khăn, vất vả. Vì vậy, mỗi đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống dịch như chống giặc, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không được tiếp tay cho các đối tượng nhập cảnh trái phép, chấp hành nghiêm mệnh lệnh cấp trên, đoàn kết quân dân, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa tham gia phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất.